Ảnh chạy Android, một đoạn video ngắn được tung lên trang Vimeo cho thấy, chiếc điện thoại Nokia cục gạch đang chạy hệ điều hành di động của Google. Video, video lộ diện cuối tuần trước có thể là bằng chứng cho thấy Google đang phát triển phiên bản Android cho điện thoại cơ bản. Có thể thấy các ứng dụng Google như Maps, Assistant và Chrome được cài đặt trên chiếc điện thoại trông như Nokia trong đoạn video này. Đây có thể là phiên bản chỉnh sửa của hệ điều hành Android 8.1 Oreo. Được biết, Nokia từng có lần ra mắt điện thoại cơ bản chạy ứng dụng Google. Trong số này phải kể tới Nokia 81104G và chiếc điện thoại gập Nokia 2720. Hồi tháng 4 vừa qua, Google từng tiết lộ ảnh chụp phiên bản trình duyệt Chrome chạy trên thiết bị không phải màn hình cảm ứng. Với video trên, tin đồn về phiên bản Android trên điện thoại cục gạch đang trở thành hiện thực gần hơn bao giờ hết. Hiện các nhà sản xuất điện thoại phải chọn hoặc sử dụng hệ thống kế thừa riêng hoặc là nền tảng như KaiOS. Nếu muốn điện thoại cơ bản có thể kết nối Internet, nếu tiết lộ trên thành hiện thực, Google có thể sẽ phát hành nền tảng mới cho điện thoại cơ bản.